Được rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho cuộc đua hôm nay chưa? Được rồi các bạn ơi, các bạn hãy chứng kiến một trận đua siêu kinh điển của Tô Gà Dắt và Huy Đất nha các bạn. Được rồi. Tôi đếm cho. Rồi, đếm đi. Ok. Ôi, nó chơi bất chạy kìa, nó đếm nhanh quá vậy. Nó mới số 1 mà nó chạy rồi. À, bất chạy được rồi. Tụi tôi đang đua xe nhưng mà tăng chắc nó chơi ra lần của tôi chạy cuối luôn rồi. Mình sẽ phải là người về đầu, chúng ta đua tổng cộng 3 vòng nha. Ok, 1 vòng rồi, 1 vòng rồi. Mình sẽ cố gắng vượt lên đầu. Đứng lại, tụi bay đứng lại, tao sẽ vượt qua tụi bay. Ơi, 1 thằng rồi. Ôi, tao dắt. Còn 1 vòng nữa thôi các bạn ơi. Còn vòng này mà tôi còn về nữa là tôi... Không cho mày vượt đâu. Ê, lê lê lê. Ê, tao thấy bằng vòng chuối vô mặt mày. Ôi, nó làm gì vậy? Sao có vỏ chuối ở đây vậy? Ây da, thằng Huy nó chơi gian lận, nó quăng vỏ chuối rồi. Không chịu đâu. Tụi bay chơi gian lận. Tụi bay chơi bà quăng vỏ chuối, tao bị trượt té rồi. Bắt cười, bắt đời đi. Các bạn ơi, các bạn phải lấy lại công bằng cho tôi. Mày tôi gọi. Ai da. Nào đâu, tôi gọi đây. Chấp nhận sự thật. Ai da, mày không chịu đâu. Bây giờ, trò này tại vì tụi bay thắng, tụi bay gian lận, tụi bay mới thắng nên tao không chịu. Nên tao mới quyết định thử thách mày chơi một trò khác mà các bạn fan đã comment, đó là: anh ơi, xây thử thách đường đua siêu xịn đi anh ơi, em ủng hộ anh hai tay hai chân luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn đã comment cho tôi một ý tưởng rất là hay và nó hợp với chủ đề ngày hôm nay. Bởi vậy tao xin phép thử thách hai tụi bay cùng chơi thử thách đó, và nếu tụi bay thắng được thì tao mới chấp nhận là tụi bay thắng, không là tụi bay mãi mãi là người thua vì gian lận thôi. Ok luôn nhóc. Được rồi, và bây giờ mình đã chuẩn bị cho tất cả ba đứa, mỗi đứa là một cái chỗ để mà chúng ta có thể xây đường đua siêu xịn to rồi các bạn. Thì trên cái đường đua đó chúng ta sẽ làm thiệt là nhiều thử thách để mà những thằng khác phải vượt qua, và để tìm ra người chiến thắng là người có đường đua xịn nhất bằng cách là các bạn hãy chấm điểm cho ba tụi mình ở dưới phần comment nha. Đằng kia các bạn thấy vạch màu xanh không? Đó chính là vạch của Huy Nấp, còn màu cam ở giữa chính là của Jack Vien. Hai thằng này nó gãy sớm lắm các bạn ơi, xíu nữa thì sẽ phải tua cho bà coi. Được rồi, còn màu vàng bên này là của Toga TV. Bởi vậy các bạn hãy nhớ là ủng hộ Toga TV bằng cách là comment ở dưới Toga xây đường đua quá xịn nên cho Toga 1000 điểm nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta bắt tay vô xây thôi. Được rồi, vì hôm nay mình làm màu vàng nên mình sẽ sử dụng những cái cục vàng này để mà chúng ta có thể xây cái đường đua nhìn cho nó xịn luôn các bạn ơi. Trời, đó đã xong rồi các bạn ơi, và là mình sẽ làm hai bên, mình sẽ chắn bằng những cái cục giao thông này đó, mình sẽ chặn lại để mà đề phòng tụi nó lái những chiếc xe kia mà bay ra khỏi cái vạch này tụi nó sẽ bị loại luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải chặn lại cho tụi nó biết cái đã. Được rồi, vậy là mình đã xong một cái đường đua bằng vàng rồi các bạn ơi. Đây chỉ là một cái gọi là phần đầu tiên trong suốt cái thử thách xây đường đua của mình thôi. Chỗ này mình sẽ để một cái dốc để mà tụi nó có thể lái xe lên được trên này, không là bị đụng vô cục trà này là không được các bạn ạ. Được rồi, mình sẽ để một cái dốc như thế này đó. Thì ở cái khu vực đường đua đầu tiên này mình sẽ làm thử thách gì đó các bạn biết đó, các bạn hãy đoán bằng cái comment ở dưới cho tôi nghe. Còn bây giờ tôi sẽ bắt tay vô làm liền đây. Thì thử thách đầu tiên tôi vừa nghĩ ra vô cùng hay mà các bạn sẽ phải bất ngờ, đó có tên là thử thách né xe cảnh sát. Và đây các bạn, gì đây? Ở đây tôi có chuẩn bị sẵn một chiếc xe cảnh sát, thì tại vì tôi đang có chiếc xe cảnh sát nên tôi sẽ sử dụng nó luôn. Và những chiếc xe cảnh sát này tôi sẽ làm sao cho nó xíu nữa nó sẽ chạy từ cái vạch màu đen này, nó chạy về cái hướng mà tôi đi. Và nhiệm vụ của những thằng Huy và thằng Giác thì nó phải lái xe làm sao để mà nó né những chiếc xe này. Nếu mà nó lỡ đụng vô một chiếc xe cảnh sát này một cái, trời ơi là nó sẽ bị công an bắt và nó sẽ thua luôn. Thì tôi đã có những cái lệnh ở dưới đây và tôi sẽ cho các bạn xem nha. Chúng ta có tổng cộng là 4 cái lệnh, và khi tôi đặt một cái đó lại một cái hay chưa thì sẽ có một chiếc xe cảnh sát xuất hiện này các bạn, và nó sẽ chạy về hướng của chúng ta. Được rồi. Tôi sẽ làm nó random các bạn. Mỗi lần mà tôi đặt cái này ra một cái thì nó sẽ random một chiếc xe cảnh sát ở một nơi đó các bạn thấy chưa? Xe cảnh sát sẽ hướng về chúng ta, và tôi sẽ làm một cái máy lập đá đỏ ở đây nên những chiếc xe cảnh sát đó nó có thể tự động luôn, nó tự động xuất hiện luôn các bạn, không cần chúng ta phải đặt đá đỏ vậy nè. Đó, chúng ta chỉ cần làm như này, sau đó nối cái này vô rồi chúng ta bật lên. À được rồi, vậy là chúng ta đã xong rồi các bạn. Nhìn những chiếc xe cảnh sát nó sẽ tự động xuất hiện, và xíu nữa mình sẽ phải lái xe làm sao để mình né những chiếc xe này, không để nó đụng mình một cái là mình sẽ đi bụi luôn các bạn. Ôi, nếu mà nó đi tới đây thì nó sẽ tự động chết những chiếc xe cảnh sát này. Bây giờ tôi thử lái thôi nha anh em. Được rồi, và bây giờ tôi sẽ chơi thử cho các bạn coi nha. Hay cha, lấy chiếc xe ra nào. Đồng, được rồi, và tôi sẽ lái thử chiếc xe này mà test thử hả cái thử thách đầu tiên cho các bạn coi xem tụi nó khó tới mức nào nha mọi người. Không phải dễ đâu. Tô gà tay lái điêu luyện như vậy mà còn hả phải gọi là thấy khó nữa, huống gì mang kèm. 1, 2, 3, let's go. Trời, các bạn ơi, trời nhiều sao mày ơi. Ây da, thấy khó chưa? Trời ơi, tôi làm lại thêm cái nữa coi. Hồi nãy tôi hơi ẩu, tôi hơi không để ý một chút xíu, nhưng mà lần này tôi làm kỹ hơn nè. Ok, chuẩn bị nha, chuẩn bị chưa? Let's go. Woo!
ơi. Trời ơi, vừa bay lên đã đi rồi. Trời sao khó quá vậy, làm một lần nữa, làm một lần nữa coi. Ây cha, đau quá. Né qua một bên đã. Được rồi, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Ôi, ôi ơi, trời ơi, xe gì quá vậy. Né xe ơi. Thử thách đầu tiên các bạn đã thấy khó hơn gì những thử thách tiếp theo tôi sắp làm nữa. Bởi vậy các bạn hãy cộng điểm cho tôi thiệt là cao nha anh em ơi. Được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thử thách tiếp theo thôi nào. Thì sau khi chúng ta vượt qua được thử thách thứ nhất đó chính là né xe cảnh sát luôn các bạn. Thì chúng ta sẽ vượt qua cái vạch đen này và đi tới thử thách thứ hai. Và để muốn qua được thử thách thứ hai chúng ta phải trải qua một cái dốc rất là cao luôn. Chúng ta phải bay lên một cái dốc này và khi lái xe thì tôi sẽ bay để cho các bạn coi nha. Sau đó chúng ta sẽ qua được thử thách thứ hai. Và đây sẽ là nơi mà Tô Gà sẽ xây dựng thử thách thứ hai các bạn ạ. À. Thì các bạn nói xem thử thách thứ hai của Tô Gà là gì thì bằng cách comment ở dưới hoặc là đề xuất cho Tô Gà làm thử thách gì nha các bạn. Được rồi. Và bây giờ tôi sẽ bắt tay vô làm nè. Được rồi, và thử thách này đòi hỏi chúng ta phải điều khiển một cách rất là khéo léo. Thì tại vì sao? Đây chỉ là một cái thử thách mà chúng ta sẽ phải đi trên một con đường rất là mỏng luôn các bạn. Chúng ta không phải lái trên một cái đường lớn nữa mà chúng ta sẽ phải lái trên một cái đường mà nó chỉ có một lốc thôi, và tôi đang xây dựng ở đây và tôi sẽ làm một cái đường thiệt là ngoằn ngoèo và nó vừa nhỏ nên anh em ạ. Chúng ta sẽ phải lái chiếc xe đó trên cái con đường này mà không để làm sao để mà không phải rớt xuống dưới kia. Rớt xuống một cái thì coi như là chết và thất bại luôn. Thì tại vì là vừa có thằng Huy vừa thằng Jack hai đứa cùng đua với nhau nên tôi sẽ làm thêm một cái đường đi bên này nữa để chúng nó có thể chia ra khỏi bị đụng nhau các bạn à. Nhưng mà cuối cùng thì nó sẽ cũng nối về một đường thôi. Đó, các bạn thấy những cái đường này nó có ngoằn ngoèo chứ. Bây giờ tôi sẽ đi thử xem thử như thế nào nha anh em. Được rồi, đặt ra thử rồi. Xe xuất hiện, sau đó chúng ta sẽ ngồi lên chiếc xe này, chúng ta sẽ lái thử coi. Được rồi. À, chúng ta sẽ phải chạy thử. Ôi, từ thôi mà trời ơi, rớt chiếc xe rồi. Được rồi, làm lại nha, làm này. Quẹo. Ui giời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Quẹo. À, nó quẹo phải nè. Xích rớt. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Sắp được rồi. Không, trời ơi, tức quá, còn một chút xíu nữa là được rồi các bạn ơi đó. Bởi vậy các bạn thấy thử thách của tôi có khó không thì đừng quên cộng điểm liền cho tôi nghe. Nhưng mà chưa xong đâu. Sau khi vượt qua được cái thử thách mà hả, cái con đường nhỏ này, chúng ta còn phải tới thêm một cái thử thách khác nữa các bạn nha. Thử thách này chúng ta sẽ phải dùng những cái miếng tăng tốc các bạn ơi. Tại vì hồi nãy chúng ta vừa lái chậm, chúng ta vừa lái khéo léo tỉ mỉ để mình né không bị rớt rồi đúng không các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải lái siêu nhanh luôn bằng cách là tôi sẽ đặt những cái tấm mà tăng tốc độ này cho tụi nó phải vèo một cái luôn các bạn ơi. Thì sau khi chúng ta tăng tốc lên thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đối diện với những cái thử thách này là thử thách gì đây? Đó, mình sẽ cho các bạn coi này. Tôi đã code sẵn một cái lệnh ở dưới này. Những cái lệnh này sẽ giúp chúng ta tạo ra mưa bom các bạn ơi. Thì đây, hay cha. Đó, các bạn chuẩn bị nghe tiếng này. Đùng đùng đùng. Đó, các bạn thấy chưa? Tôi đã vừa code xong một cái lệnh nó tạo ra những cái quả mưa bom, nó sẽ rơi liên tục trong cái đường đua của chúng ta. Ví dụ chúng ta đang chạy đúng không? Thì chúng ta vượt nhanh chỗ này một cái thì chúng ta phải né những quả bom này. Nếu mà chúng ta lỡ dính một quả bom đang nổ một cái thì xe của chúng ta hư cũng như là chúng ta sẽ chết và chúng ta sẽ chơi lại từ đầu. Thử thách này rất là khó, bây giờ các bạn hãy cộng điểm cho tôi liền nha. Và bây giờ sau khi chúng ta có thể vượt qua được thử thách mưa bom này, chúng ta sẽ làm thêm một cái đường thiệt là dài đối lên trên kia để chúng ta đem với thử thách tiếp theo các bạn à. Và đây, xin giới thiệu với các bạn một đường đua siêu cao mà chúng ta sẽ bay một phát bay qua bên này và chúng ta sẽ đáp xuống được cái chỗ này, và chỗ này sẽ là nơi chúng ta sẽ tham gia thử thách cuối cùng các bạn à. Thì thử thách này có tên là xe đi xuyên tường, cũng coi như là thử thách khó nhất của tôi ngày hôm nay các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ có những cái bức tường ở đây, thì nhiệm vụ của thằng Huy và thằng Jack siêu nữa lái xe làm sao nó phải bay qua được cái chỗ này và xuyên qua được bức tường này. Thì tôi sẽ đục những cái lỗ ở đây để cho tụi nó chọn đúng lỗ các bạn ơi. Nếu tụi nó chọn sai một cái, tụi nó sẽ đập mặt vô cái tường luôn. Đây, tôi sẽ làm những cái lỗ như thế này đây. Rồi bên này chúng ta sẽ cho một cái lỗ bên phải để trời tươi gì đây. Tôi đã thấy thử thách này nó vô cùng là khó khăn rồi các bạn ạ. À. Bây giờ tôi sẽ đập xong. Rồi xong rồi, bây giờ tôi sẽ đi thử cho các bạn coi xem thử các bạn có thể đánh giá được cái độ khó của trò chơi này để chấm điểm cho tôi chi là cao nghiêng. Rồi tôi sẽ lên thử chiếc xe này để tôi lái cho anh em coi nha. Trời, lái như tôi mắc cười quá anh em ơi. Bắt đầu ai cha ơi, chưa gì tôi rớt xuống rồi đó chưa. Anh em thấy thử thách này có khó gì vậy? Tôi rớt rồi, tôi làm lại coi. Được rồi, tôi sẽ làm lại cho anh em coi nha. Trời ơi, tôi lái xe hơi bị điêu luyện nhưng mà không phải ai cũng làm được vậy đâu. Bay qua đây này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bay qua bên này đó. Rồi giờ được tiếp tục này. Hay bay qua bên này rồi sau cùng chúng ta sẽ wow, trời ơi, tôi đỉnh quá anh em ơi. Một phát thôi mà tôi đã hoàn thành được thử thách bốn quay bức tường. Trời ơi, tôi quá đỉnh, tôi tự thấy mình quá đỉnh. Tôi phải mốt phải đi thi đua lái xe mới được các bạn. Nó giỡn thôi. Được rồi, đó chỉ là thử thách của tôi, thử thách cuối cùng của tôi ngày hôm nay các bạn ạ. Để xem thử ai tụi nó có thể vượt qua được thử thách những cái tường này của tôi không nha. Và đây sẽ là nơi tôi sẽ xây dựng gọi là cái đích đến. Nếu chúng ta vượt qua được cái đích này thì coi như chúng ta sẽ thắng, và xem thử ai sẽ là người về đích đầu tiên nha mọi người. Được rồi, và tôi sẽ xây một cái vạch đích ở đây ạ, để chúng ta có thể biết được là chúng ta đã chiến thắng được trò chơi của tôi anh em ạ. Được rồi, tôi sẽ cần thêm một chút màu vàng và màu đen vô đây đó. Tôi sẽ đặt xen kẽ những cái này nè để tạo thêm một cái vạch đích thiệt là hoành tráng dành cho người chiến thắng ngày hôm nay. Và đây sẽ là đích đến cuối cùng các bạn ơi. Được rồi, vậy là tôi đã xây xong cái thử thách đường đua siêu phàm của tôi rồi anh em ạ. Tôi sẽ bay lại được cho anh em thấy đây. Đây chính là toàn bộ cái hình ảnh cái đường đua của tôi cả TV. Và anh em thấy thế nào thì anh em đừng quên cộng điểm chấm điểm cho tôi ở dưới để tôi có thể có động lực để làm thêm những cái video thử thách tiếp theo của mọi người nha. Xong chưa mọi người, xong chưa vậy? Ồ. Xong rồi thằng nhóc. Như xong nhóm hết rồi các nhóm. Bạn ơi, được rồi. Đây chính là đường đua của Jack Vet. Ồ, nhìn cũng có vẻ căng thẳng đó, đoạn đường đua của anh. Nhìn cũng có vẻ anh
nóng nảy nhiều lava của ta. Được rồi, nhưng bây giờ cả ba tụi mình sẽ cùng nhau đi vô thử thách của chính ba tụi mình, làm sao đó sẽ tìm ra người chiến thắng ngày hôm nay nha các bạn ơi. Được rồi, thì theo như thường lệ chúng ta sẽ review cái đường đua của Huy Núp trước các bạn ơi. Được rồi, Huy hãy tạo ra những chiếc xe cho tôi với dắt cùng nhau đua cái đường đua của Huy đi nào. Chiếc xe là xịn lắm, xe là xịn lắm nha. Đúng rồi, xin mừng chào tụi bay, đây chính là xe ba bánh. Trời nó đưa mình chiếc xe này để mình lái luôn hả trời. Được rồi, đua bằng chiếc xe này không biết đua sao luôn á. Được rồi, chắc đã sẵn sàng cho cuộc đua chúng ta chưa? Mặc dù nhìn chiếc xe này nhìn hơi chúi nhưng mà ok. Rồi Huy đếm đi, Huy đếm đi. Rồi đếm đi mày, đếm đi mày. 2 3. Wow! Ai da da, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, quay cái này coi. Ôi. Dắt lỡ rồi các bạn ơi. Dắt đi bụi ơi. Tôi vẫn còn sống chưa? Cái này có nè. Cái này coi ta. Chết tôi phải đâu đây mà. Trời ơi, thắng rồi các bạn ơi. Thằng dắt tôi bắt tôi đã rồi. Trời ơi, tưởng thế nào. Con dắt để coi bay coi lại coi thằng dắt nó đua tới chưa nha anh em. Ôi, thằng dắt mới còn ở chỗ bạch xuất phát hơn kia các bạn ơi. Nhìn dắt rồi, nhìn dắt rồi. Ê, ghê vậy trời. Lái chiếc xe cút kia này mình được. Bắt tôi. Rồi, sao rồi. Nổ xe luôn rồi. Rồi cho dắt anh chiếc xe ở đây, dắt bay qua thử luôn á, dắt ơi. Rồi bay qua coi cho lái lại, cho lái lại rồi. Còn lũi vô gai chi đó nó hư xe không biết. Lấy thế. Wow. Được rồi nè các bạn ơi. Vậy là tôi đã chiến thắng trong thử thách quy đắp soi với dắt rồi các bạn ơi. Dắt đã tụt về sau rất là sâu. Bởi vì vậy tôi đã sẽ lấy được cái huy chương này rồi. Lấy được cái huy chương rồi nha. Tâm một. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thử thách tiếp của người tiếp theo. Nhưng mà các bạn hãy nhớ chấm điểm cho Huy Núp xem thử Huy được bao nhiêu điểm nha mọi người. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi tới thử thách lái xe của Jack VN các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lái bằng chiếc xe gì đây? Bum. Wow, xịn hơn xe Huy nhiều rồi các bạn ơi. Trời ơi, chiếc này nhìn có phải ngầu hơn các bạn chứ hồi nãy lái chiếc kia nhìn đúng cùi bắp luôn á. Được rồi, bây giờ đi lại nha. Rồi Jack đem đi Jack ơi. Cái ba bánh. Rồi, Jack đem đi. 1 2 xoay vòng vòng nữa chứ tôi không biết làm sao qua luôn. Trời ơi, ghê thiệt sự. Rồi Huy lên xe lại, chuẩn bị đua lại. Dắt đếm lại đi, dắt đếm lại đi dắt ơi. Rồi, sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa. Rồi, ba, chạy đây. Ba, wow. Ôi, trời ơi, đẹp chưa. Chúng ta sẽ làm được không? Từ nãy với ông qua được. Huy cũng qua được luôn rồi kia các bạn ơi. Huy lại về sau mình đi. Thành công. Mày thua tao rồi. Thử thách của Huy và cô Jack tôi đều chiến thắng. Là người về đích đầu tiên các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là thử thách của tôi là tụi nó không ai về được mới là căng. Bây giờ các bạn đừng quên đấm điểm cho thử thách của Jack xem được Jack bao nhiêu điểm nha mọi người. Và bây giờ tới thử thách của tôi gà TG. Chào mừng mọi người đã đến với thử thách của tôi gà TG ngày hôm nay. Được rồi, tôi sẽ đặt hai chiếc xe cho mọi người nha. Đó, xe đua là nó phải vậy đúng không anh em ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đếm 1 2 3 một cái là triển nha. 1 2 3 bắt đầu. Rồi, trời ơi. Ôi, đâu rồi, sao dắt bị tông mất chiếc xe rồi. 3 2 1 bắt đầu. Yeah. Trời tôi bay rồi. Ôi, né xe nha. Tụi mà khúc cuối thôi mà tụi nó đã bị tông một cái đi bụi luôn rồi. Cho tụi mày lại hai chiếc xe khác nè, lấy chiếc xe nha. Để nha. 1 2 3 bắt đầu. Trời ơi tụi mày trời ơi. Rồi để coi. Rồi xong. Mắc cười quá các bạn ơi. Rồi cho lại hai chiếc xe nè. Rồi nè, đếm lại nha. 1 2 3 bắt đầu. Wow. Rồi để coi. Quay. Ghê. Wow. Em ngu. Qua cái thử thách này tụi bay sẽ phải đi thiệt là từ tố thôi, không có được đâu. Trời ơi, hai đứa chọn còn một làn vậy. Trời ơi, sao chọn còn một làn được nha. Trời. Ngu lắm, tao biết là đường kia rất là khó quẹo. Sao mà khó, đường lại giống nhau mà, giống nhau mà. Ủa, làm bài kiểm tra lái xe vậy ta. Tông. Cái này như thi bằng lái vậy các bạn. Rồi, cái này mới căng, cái này mới căng. Quay, đi rồi. Quay lại rồi. Nó sợ, nó sợ. Ôi. Trời ơi.
ơi các bạn ơi, thử thách của tôi khó quá mà. Wow, được rồi, tụi nó lại vượt qua lại cái nồi này, cái nồi này mà. Ôi, wow, tụi nó có liệu không? Trời ơi, tụi nó làm lấy giờ mấy lần rồi, không biết bao nhiêu lần rồi các bạn. Wow, được rồi kêu. Cái gì vậy? Tụi bay này lái chung xe rồi, không được rồi. Trời ơi, để coi tụi bay có lái chung xe, tụi bay chấp tụi bay lái chung xe luôn á. Lần này đéo lái vô. Ok bố. Rồi, ngồi vô bò nè con. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ tống ba luôn các bạn. Ê coi bay này lái rồi. Ê coi nhắc này. Ôi ảo ma vậy. Cái cuối cùng kìa. Rồi, mặc dù là không biết ai về đích trước, tại vì từ này nó thấy khó quá, nó lái chung xe luôn, nó đèo chung luôn các bạn ơi. Tôi ngồi đầu. Rồi, vậy thì các bạn thấy cái thử thách của tôi như thế nào thì đừng quên chấm điểm cho tôi ở dưới, cũng như là cho dắt cho Huy, cũng như là cho mọi người ai cái nó phải như này. Được rồi, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, các bạn thích video này đừng quên lại cho tôi một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người đồng xuất tiếp nha. Và cũng đừng quên, nếu các bạn muốn thử thách tôi thì các bạn comment ở dưới nha. Được rồi, và bây giờ tôi sẽ bán xe cho tất cả mọi người.